Chào mừng đến với PUBG Mobile 2.0, nơi người chơi có thể tiếp cận với các thành tựu công nghệ tiên tiến, nơi mà người chơi có thể trải nghiệm chế độ xe tự động lái với Tesla Model Y. Lần đầu tiên tại PUBG Mobile, người chơi được tiếp cận với các quy trình sản xuất của dòng xe tương lai Tesla hoặc chiến đấu để bảo vệ chúng. Cùng bắt đầu hành trình chinh phục vòng bao mới cùng dòng xe Tesla tại PUBG Mobile 2.0. Thư giãn dạo phố cùng Tesla Model Y không dễ như bạn nghĩ đâu. Từ nay, người chơi sẽ phải chiến đấu bảo vệ chiếc xe của mình dưới sự bám đuổi của kẻ thù. Sở hữu xe xịn sẽ luôn bị kẻ thù truy đuổi, nhưng bạn có thể hoàn toàn tự tin thống chất với những tính năng tuyệt vời của Tesla mang lại. Một trải nghiệm mà người chơi PUBG Mobile mới biết, hãy cùng Tesla vượt bò thả ga với chế độ tự động lái cùng Tesla Model Y. Ngoài ra, màn hợp tác cùng Tesla còn ra mắt hai dòng xe Tesla Roadster và Tesla Cybertruck với 6 phiên bản màu xịn gió. Bạn đã sẵn sàng vượt vòng bo cùng Tesla chưa? Vượt bo không khó, để đó Tesla lo. Tải ngay PUBG Mobile tại App Store và Google Play.